Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình là TK Khó VN đây. Để trước khi bắt đầu video này, các bạn hãy cho mình một nút like, đăng ký kênh và lắc cái chuông bên cạnh để đừng bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh của mình nha. Thì mình là người mới vô chơi cho nên là mình sẽ chọn chế độ dễ chứ các bạn. Được rồi, chế độ dễ này nó sẽ cho mình hai thanh máu. That's pretty good. Rồi. Đầu tiên là lấy khẩu súng. Ok. Đây. Rồi, thành công. Sau đó tiếp theo là tiêu diệt zombie. Xài cái này xài sao? Đoán zombie. Ây da. Chuột phải ra. Đúng thiệt nè. Nhưng mà nó không nghe tiếng súng nổ hết trơn vậy. Ảo vậy. Ê, hình như mình hết có headshot ở đây. Headshot ở đây, đậu ở đây đúng không? Ok, bắn headshot nào. Ok, rồi đầu tiên tiếp theo là video cuối cùng là tìm 3 nút. Trời ơi, trò chơi tìm nút hả? Biết đâu bây giờ? Mình xem nè, không biết nằm đâu nữa. Để xem nè. Có cái nút. Ok, một nút rồi, mình sẽ tìm nút thứ hai. Nhưng không biết nằm đâu. Nút thứ hai nằm ở đâu mới được nhỉ? Cái này có không? Không có. Sao nó trông khó, sao nó giấu chỗ kỹ càng thế nhỉ? Nãy mình hiển vườn này rồi, chắc chắn ở xung quanh đâu đây thôi. Không thể chỗ nào xa được đâu, chỗ nào mà lạ lạ được đâu. Ê, nhưng mà thấy cái gì đó? Một cái nút nữa. Vậy là hai nút. Còn nút cuối cùng. Nút cuối cùng nằm đâu được nhỉ? Có khi nào nằm trên mấy cánh cửa này không? Để mình mở xem nào. Không có, tiếp nhìn bên kia. Nút cuối cùng. Chúng ta đã win. Sao vậy là chúng ta đã xong cái màn tutorial. Vậy là mình đã biết cách hiểu cách chơi rồi. Nhưng mặc dù nó không nghe tiếng súng. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi Classic Mode. Rồi, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chơi độ dễ nha. 3, 2, 1. Mình đang đâu đây? Nó cho mình một con dao với một khẩu súng. Rồi, ok. Mình nhốt về. Tiếp theo trợ giúp. Một súng mới. Súng này cũng hay. Cầm da đi. Ây da. Rồi. Ui, nhiều zombie thế. Có zombie nào nữa không? Ồ, còn nè, đóng luôn. Ui. Dạ. Chỗ từ tối thế. Ui. Hình như ở trên thanh này, nó có thanh là thâm remain. Là mình chỉ có nhiều thời gian đây để dẹp sạch zombie á. Trời ơi, có 104 zombie. Sẽ hơi bị lâu à. Ủa, tiếng nhập đạn. Oh my god, đây là tiếng súng nè. Oh my god. Dạ. Này, hả bưởi. Rồi, nó chân thật hơn rồi đó. Tiếng nó hơi ồn, chút. Ôi trời, đông zombie vậy sao diệt sạch nổi. Phải kiếm cái gì đó, mình phải kiếm cái gì đó, khẩu súng gì đó mạnh mới được. Ok. Có cánh cửa nè, vô trong thử xem. Ôi thùi quá à, không thấy gì hết trơn. Có cánh cửa sắt, à cái nút, vô. Tiếng gì vậy? Dùng gì tiếng giống nhau vậy? Hình như làm cái nút. Dưới này có một video nè. Để xem nè. Ôi trời ơi. Cái trong này còn 7 zombie vậy. Vô đây. Rồi. Đứng chơi zombie.
Đủ mày về thôi. Rồi, ok. Free quá. Một số khẩu súng mới. Súng gì đây? Laser Power. Ok. Một khẩu súng mới chắc có lẽ sẽ giúp mình nhiều thứ lắm. Ok. Ê, mình chỉ có một lô vô. Lối ra chứ. Lối ra. Đi thôi. Let's go. Được rồi, diệt sạch zombie nào. Đủ zombie đâu. Ui 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 ui. Đã, cái này được à. Bắn nè. Ok. Ủa. Ok, vô. Một ngôi nhà hơi lớn. Cái gì đây? Phòng vũ khí à. Vũ khí bí mật à. Đây là cái lồng gì đây? Một cái nút. Nani? Ôi, cái gì vậy? Gì? À, đá mềm mà. Ở đây có cái nút. Một khẩu súng mới nữa. Khẩu súng gì đây? Triple kaboom. Để test xem nào. Một hit một đai. Được, được, được. Được của nó nha. Được của nó. Ok, quét sạch nào. Ở đây có cái gì đây? Còn lâu đài. Hả? Ui trời ơi, cái gì đây? What the hell is that? Ok. Ui trời ơi, nó giật máu mình. Còn hai tim à. Ui trời, kiểu này nãy giờ mình chết đâu rồi. Chạy đi ông ơi. Không xuống, không xuống, không xuống, không xuống, không xuống. Đi. Ok. Bắn dưới này nè. Đó. Đó, cái này chơi mới vui nè. Ok, tiếp. Mấy nhân viên này trấu thế nhờ. Con gì ngắm thế nè. Hello motherfucker. Ui dồi 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 dồi. Ôi trời ơi, má con boss trâu thế. Được rồi, ta sẽ liều sống chết với ngươi luôn. Được rồi, bây giờ kiếm xem còn zombie nào quanh quẩn đâu đây. Ui trời ơi, còn nè. Còn nè đúng không? Ra đây. Tao còn ba máu nhưng tao còn trâu. Lộn, mặc dù tao còn ba máu nhưng mà tao mạnh lắm á. Đây rồi, ổng đâu rồi. À, ổng đây rồi. Chết nè ổng nè. À, zombie vua. Ôi trời ơi, máu ổng trâu vãi. Rồi lại đây, tôi chơi tới bến với ông luôn. A few moments later. Ui trời ơi. Chết đi. Chết đi, chết đi. Yes. Ok. Diệt xong con boss. Lên trên này xem có cái gì nào. Đi ta. Không có gì vậy? Không có gì vậy? Một súng mới. Súng hồn áo à? Không thì không rồi. Súng này hồn áo trong đồng đội. Mà mình không có đồng đội. Cái gì đây? Gay of War. Nhưng mà chưa cái gạt cái này. Ngồi ghế ông vui đây. Ngồi ghế ông vui trên đá đây. Ui, quên nữa, giờ không phải là lúc đi ngồi. Ui, phải chạy nhẹ mới được. Không thôi là mất thời trễ thời gian nữa là toan luôn. Hình như hồi nãy mình thấy cái cửa, nãy cửa này đóng mà. À, cái hành gạch, cái thang, cái cần gạt. Ok, chúng ta sẽ đến con đường mới. Ôi, con zombie này nó khác gì? Ok. Đây là khu vực băng tuyết. Nhưng mà mấy con zombie ở đây toàn là cái đầu gì đâu không vậy? Ui dồi ôi. Xài lũ. Trời ơi, phải xài lũ. Dạ. Hai bưởi.
Vô. Ôi trời ơi, vô bị trống đấy. Bắn chết hết, bắn hết, bắn chết hết, bắn chết hết. Ok, xong xuôi mấy con zombie này. Để xem còn cái gì nữa không. Ui ui. Nè tuyết hả? Tưởng đâu là cái khối tuyết thì chèo lên được. Ai về. Này gì đây, một khối băng à. Ui da. Cảnh quá. Cái này không còn zombie nữa, đi thôi. Hãy băng rồi, giờ tới phần xe mạc sao. Ok, vô phần xe mạc kia. Rồi mà em. Ui, nó như zombie trâu nè. Ui giời, hết hồn. Rồi 40 em nữa, cố lên, nhanh ngọn lẹ. Giúp nhanh ngọn lẹ nào. Wow. Double kill. Ok. Yeah. Vừa rồi. Zombie một giáp vàng. Oh my god. Có vụ đó luôn hả. Ôi giời ơi, cầm kiếm già chơi thế nào mà chơi. Mấy chú em này còn trâu nữa. Chết đi. Ôi giời ơi, kinh khủng quá. Ây da. Ui rồi 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 rồi. Lại để bố chơi với mày. Ui da. Phải xin mình ghét hay xương gòn quá. Chết đi. Ui dồi. Trước mặt mình còn xung con dù bị trong này quá tờ heo. 26 con nữa nhưng không biết nằm đâu. Rồi, tụi mày đâu? Ra đây, tao chơi hết. Chấp hết. Đây rồi. Ủa, sao bắn được? Ok. Bắt cua, ý chết. Tên cua, bắt cua, bắt cua, bắt cua. Bắt cua, bắt cua, bắt cua, bắt cua. Ôi chà. Ok, để xem nào. Còn anh thanh niên nào ở đây không? Hello. Có ai đây không? À, chưa hết rồi. Chuyện tử tháp này khá đặc biệt. Ở dưới này sẽ có cái gì? Ôi trời ơi, hình như có đủ như bì dưới đó. Để xem nào, đúng, mình nói có đúng không nha. Ôi trời ơi, nói có đúng không? Nhưng mà nó yếu máu. Ok. Còn gì nữa không? Hay là hết rồi? Chỗ có gì đây thôi à? À còn nè. Ôi 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 ôi. Ok. Còn nào không? Vũ nó xuống. Ok. Còn con nào nữa không? Vô đây. Ơi trời, hết hồn. Rồi, con đâu không? Ra mặt đây. Bố mày chấp hết. Bố mày không sợ một ai. Vô trong thành này nào. Cái gì đây? Một cái nút. What? Cái bà kè. Bùa đua nữa hả? Ồ, trong này khó vàng không phải? Xịn sao không bò? Ôi zombie. Ôi trời trời chạy đi anh em ơi. Bây giờ bị mặc giáp vàng nữa rồi thôi, khổ rồi.
xử hơi bị lâu à. Quá trời, mấy zombie mặt nhấp vàng luôn. Tám con nữa, cố lên. Nó bị mắc kẹt rồi. Chỉ này xác định ghê. Trời, còn nữa hả? 4 con, 3 con. Con nào nữa không? 3 con, con đây. Lại đây bố mày chơi với mày. Ui ui gì? Hồi hồn tưởng gây sinh rộng chứ. Trời trời, hai con chui trừ tới đây hả? Còn con nữa đâu? Cái gì đây? Hai cái nút ra xuống gì? Ô, xuống bùng lửa. Ờ, hết rồi. Còn mỗi cái xuống bùng lửa. Còn lại đâu ta? Hay là mình vô trên lại cái tòa lão đại kỳ xem kỹ xem. Sao không có ai hết vậy? Đùa à. Ôi xong, ở đây không có con nào rồi. Mình xuống còn lại đâu? Ôi dồi ôi các bạn ơi, sau một lần tìm kiếm đáng chơi thua hết một trận này do hết thời gian. Giờ chơi mấy trận mới thấy một con zombie cuối cùng ở đây. Em xuất hiện đúng lúc đó. Tới giờ tạm biệt rồi. Buya. Chúng ta đã win. Win được rồi. Nice. Còn ngoài trò chế độ Classic Mode ra, chế độ cổ điển ra còn rất là nhiều chế độ khác. Trong đó là mình cực kỳ thích, đó chính là trò Boss Fight, chiến đấu bốn ông chủ. Đây, nó chiến đấu rất là nhiều loại ông chủ khác nhau, chế độ khó khác nhau luôn nha các bạn. Thì các bạn có muốn làm mình làm fan mấy video đấu với boss không? Nếu các bạn muốn thì các bạn hãy giúp video này, video của mình đạt 20 like nhé. Nhớ nha các bạn, 20 like. Ok, mình cũng sẽ kết thúc video này tại đây thôi. Và nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn cho mình like, đăng ký kênh và đối với show bên cạnh để được những video mới nhất từ kênh của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.